À, xin được mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân. Dạ, à, xin được mời gia đình Đình Anh, chị Hương, chị Liên, Huê, anh Nhì, chị Linh, chị Cẩm Hồng, Bảy Búa, Hai Bò tiếp tục lên sân khấu. Và xin được mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân trao quà cho quý bà con có hoàn cảnh khó khăn của chúng ta với sự tài trợ của doanh nghiệp Kim Loan. Và ngày hôm nay tất cả hàng ngàn phần quà này là tình cảm yêu mến của duy nhất doanh nghiệp Kim Loan. Không có một đơn vị đồng hành bởi vì chỉ muốn hồi hướng công đức này cho thân phụ của mình cũng như là của huyện đã hóa bản vào ngày tháng 7 âm lịch. Vỗ tay nữa cho tất cả quý bà con của chúng ta cũng như là cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân. Và đây là phần quà của chị Kim Loan gửi tặng riêng cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân. Cảm ơn bạn ngày hôm nay cũng đã dành thời gian quý báu của mình để đến biệt thự của chị Kim Loan, chia sẻ với những vấn đề bất hạnh và hát cùng với chúng tôi để tặng cho khán giả biết bao nhiêu năm qua rồi yêu mến bạn. Và dĩ nhiên trong danh hiệu và những sự thành tựu trên con đường nghệ thuật của Thanh Ngân thì luôn luôn có sự đồng hành của tất cả quý vị khán giả gần xa. Dạ em cảm ơn chị Loan đã làm những cái việc thiện nguyện rất lớn mà còn lo cho tất cả nghệ sĩ tụi em. Và em cũng xin đại diện cho chị Thanh Hằng là người chị lớn nhất, là em được biết là chị Loan tặng món quà này không phải riêng em mà bốn chị em đều có. Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc và Thanh Ngân đều có món quà của chị Loan. Em sẽ về tới thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ đưa tận tay chị Tư Quỳnh và chị Hai Thanh Hằng. Còn ở đây thì Thanh Ngọc, Thanh Ngân hưởng trước. Một lát vô được chị Loan xử lý liền. Đeo vô tay, hình như là có cái vòng cẩm thạch rất đẹp. Năm ơi, mời nghệ sĩ Thanh Ngọc lên một lát, hai đứa mình đeo vòng, còn cái chiếc hai chiếc kia để cho hai chị kia. Rồi cảm ơn Thanh Ngân, xin cảm ơn tất cả quý vị lãnh đạo cũng như là chị Như Thủy, một người chị thân thương mà Thanh Ngân kính cả cuộc đời này. Vừa qua thì cũng có những vấn đề mà Thanh Ngân không khéo cư xử vụng về làm cho chị rất là buồn. Thanh Ngân hôm nay có sự chứng kiến rất nhiều người cho em được sám hối tội lỗi của mình và hứa là không làm sai phạm với chị nữa. Do em cũng trẻ con, non người, còn suy nghĩ nông cạn nên thiếu trong cái sự khéo léo, trong cái sự yêu thương chị. Em đôi lúc em bị công việc mà làm cho em rất có lỗi với chị. Em thật xin lỗi với chị. em không dám khóc để lát em hát. Xin được cảm ơn Thanh Ngân. Hồi nãy Lục cũng vui lắm vì chị Thủy cũng rất là tin tưởng và cho một cái lời nhận xét về mình. Thành ra mình cũng cảm thấy là rất là an ủi cho cái nghề. Thì trong giờ phút này Ngân ở đây đứng với Lục chút xíu nha. Em xin được mời anh Hồng là xui gia của chị Kim Loan sẽ lên đây nhận bao thơ của chị để gửi đến cho bà con nghèo. Đó là xin được mời hộ Nguyễn Thiện Nguyệt, đó là hoàn cảnh bị bệnh. Xin được mời hộ Nguyễn Phạm Thiện Nguyệt ở Thới Lai. Nguyệt là con của dì Ba Cằn, nó đâu có lương gì đó, xin tiền đó. Hộ Phạm Thị Nguyệt ở Thới Lai, Cờ Đỏ. Xin được mời hộ Phạm Văn Hai ở Hai Néo ở Cà Mau. Hồ Văn Nhì và ở Dù Tho. Đã xin mời bốn hộ và xin được mời anh Hồng nhận những cái bao thư tiền này trao trực tiếp cho bà con bốn hộ. Dạ xin được mời hộ của chú Phạm Văn Hai.
Và bây giờ thì chị Kim Loan tặng ngược lại cho anh Xui với mình một món quà kỷ niệm. Và một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Dạ, xin được cảm ơn chị Kim Loan, cảm ơn anh Hào rất là nhiều. Xin được chúc mừng và cảm ơn các bà con của chúng ta. Chúc các bà con có một cái cuộc sống thật là may mắn, hạnh phúc và bình an. Kính thưa tất cả quý vị, theo lời yêu cầu của chị Như Thủy, ngày hôm nay chị mệt lắm, nhưng mà chị đến đây là thứ nhất vì chị Kim Loan thắp nén nhang cho thân phụ và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Thứ hai đó là chị cũng muốn nghe một cái người em thân quý của mình, đó là nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, hát cho chị nghe. Và hồi nãy em bé ngoài kia nói, trời ơi, Thanh Ngân đẹp quá à. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là bao nhiêu năm qua rồi, Thanh Ngân vẫn giữ thanh sắc và dáng vóc của mình, dường như là thời gian đã bỏ quên Thanh Ngân. Vì vậy mà giọng hát ngày càng điêu luyện hơn, tinh tế hơn, mùi mẫn hơn, và dáng vóc thì sáng đẹp và xứng đáng là cô đào hàng đầu của sân khấu cải lương Việt Nam. Một tràng pháo tay chào đón nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân. Dạ, em xin cảm ơn chị Như Thủy đã có một cái ý là em hát. Nhưng mà thực ra là đúng cái thời gian thì giờ này em chưa được hát chút xíu nữa. Nhưng mà do chị Thủy phải về nên phải hát cho chị Thủy và các lãnh đạo nghe. Bây giờ xin tặng cho tất cả quý vị một cái ca khúc này. Và biết chị Kim Loan cũng rất là thích, là mời chị lên múa nhảy luôn. Đó là Sắp Sơ Bay Sắp Trăng Dế Tấu.